Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức cũ qua một số câu trắc nghiệm sau. Câu số 1. Từ ethylene có thể điều chế trực tiếp được. Các em chọn đáp án B là chính xác, rượu ethylic. Câu thứ 2. Từ rượu ethylic có thể điều chế trực tiếp được. Bốn chất này các em chọn chất nào? Đáp án là câu A. Từ rượu ethylic có thể điều chế trực tiếp axit acetic. Câu thứ 3. Từ axit acetic có thể điều chế trực tiếp được A. Ethylene, B. Acetylene, C. Rượu ethylic và D. Ethyl acetate. Đáp án là câu nào? Câu D. Đây là mô hình của ethylene, rượu ethylic và axit acetic. Mô hình phân tử của ba chất này, em nhìn em thấy nó có thành phần carbon và hydro. Ngoài cái việc có các thành phần tương tự nhau thì giữa hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon có mối liên hệ với nhau như thế nào, và cụ thể là ethylene, rượu ethylic, axit acetic có mối liên hệ với nhau như thế nào? Bài 46 của chương trình khóa 9 sẽ giúp chúng ta tìm hiểu điều đó. Mối liên hệ được biểu diễn bằng sơ đồ sau. Từ ethylene, chúng ta có thể hợp nước với xúc tác axit để tạo rượu ethylic. Từ rượu ethylic, oxy hóa có mặt bên giấm sẽ tạo ra axit acetic. Và axit acetic tác dụng với rượu ethylic. Có mặt axit sulfuric đặc đun nóng sẽ tạo được ethyl acetate. Các em cứ phương trình phản ứng minh họa nhé. Chú ý, phản ứng este hóa axit acetic tác dụng với rượu ethylic là phản ứng hai chiều. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 là mã bài tập. Ở phần này các em sẽ ghi vào tập bài tập. Bài tập số 1 các em sẽ làm ở nhà. Thầy sẽ hướng dẫn các em từ bài tập 2 trở đi. Bài tập số 2, trang 144 sách giáo khoa. Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch rượu ethylic và axit acetic. Axit acetic là một axit, vậy chắc chắn nó sẽ thể hiện được tính axit mà các em đã học. Các em sẽ dựa vào tính axit để phân biệt axit với rượu ethylic. Cụ thể là có thể dùng quỳ tím, nếu quỳ hóa đỏ là axit acetic. Vậy còn lại sẽ là rượu ethylic. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có thể dùng muối carbonate. Ví dụ Na2CO3, em cho vào hai mẫu thấy sủi bọt là axit acetic, vậy còn lại là rượu ethylic. Và khi nhận biết thì nhớ lấy mẫu. Bài này các em sẽ tự làm trong tập bài tập nhé. Bài tập 3, trang 144 sách giáo khoa. Các em đọc đề. Từ dữ kiện thứ nhất, A và C tác dụng với natri, chúng ta có thể suy ra được A và C có thể là C2H4O2 và C2H6O, nhưng chưa biết được A là chất nào và C là chất nào. Tại sao chúng ta suy ra được điều này? Hợp chất của cơ tác dụng với natri thì trong phân tử phải có nhóm OH, tức là phải có nguyên tử oxy.
thì hai chất hữu cơ này đều có nguyên oxy trong đó. B ít tan trong nước trong ba chất C2H4O2 C2H6O, thì chúng ta thấy chỉ có ethylene C2H4 là ít tan trong nước. Vậy chúng ta có thể suy ra được ngay B chính là ethylene. Dự kiện C tác dụng với natri carbonat, chúng ta có thể suy ra được C phải là axit có nhóm COOH thì mới tác dụng với muối carbonat. Mà COOH tức là phân tử phải có hai nguyên tử oxy. Vậy suy ra C chính là C2H4O2, thầy xin lỗi, hai nguyên tử oxy trong nhóm COOH của axit. C là C2H4O2. Vậy từ dữ kiện trên này chúng ta đã biết loại C là C2H4O2. Vậy A sẽ là gì? A chính là C2H6O. Phần viết công thức cấu tạo các em sẽ tự làm ở nhà. Thầy nhắc lại, B chính là ethylene, C là axit acetic và A là rượu ethylic. Thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em bài tập số 4. Bài tập 4-5 là bài tập có tính toán. Các em lấy máy tính ra để làm bài. Bài tập này yêu cầu xác định nguyên tố có trong hợp chất và tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ. Thông thường chúng ta có các bước giải sau. Bước thứ nhất, từ khối lượng carbonic sẽ tìm được khối lượng carbon, từ khối lượng nước tìm khối lượng nguyên tố hydro. Bước thứ hai, chúng ta tính tổng khối lượng của nguyên tố carbon và hydro. Nếu tổng khối lượng carbon và hydro bằng khối lượng của hợp chất hữu cơ A, chúng ta suy ra được A chỉ chứa hai nguyên tố là carbon và hydro. Nếu tổng khối lượng của nguyên tố carbon và hydro nhỏ hơn khối lượng của hợp chất hữu cơ A, điều đó suy ra A chứa carbon, hydro và oxy. Bởi vì theo đề bài nói, khi đốt nó chỉ tạo CO2 với nước. Khi đó, khối lượng oxy sẽ bằng khối lượng hợp chất hữu cơ A trừ cho tổng khối lượng của nguyên tố carbon và hydro. Và bước cuối cùng, chúng ta sẽ lập được công thức phân tử của hợp chất. Trước hết, chúng ta viết công thức tổng quát. Lập tỷ lệ số nguyên tử XYZ, tức là số nguyên tử carbon chia số nguyên tử chia hydro và chia số nguyên tử oxy. Tỷ lệ số nguyên tử thì bằng tỷ lệ số mol nguyên tố. X là số nguyên tử carbon sẽ tương ứng với số mol carbon. Y là số nguyên tử hydro sẽ tương ứng với số mol hydro. Và Z là số nguyên tử oxy sẽ tương ứng với số mol oxy. Tức X chia Y chia Z sẽ bằng số mol carbon chia số mol hydro chia số mol oxy. Và chúng ta rút tỷ lệ này ra tối giản. Sau đó, dựa vào phân tử khối của hợp chất, chúng ta sẽ tìm được công thức phân tử của chất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập cụ thể, đó là bài 4 nhé. Thầy tóm tắt cái đề này để chúng ta dễ nắm bắt. Khi đốt A tạo CO2 với nước, biết khối lượng của A là 23 gram, khối lượng nước thu được là 27 gram và khối lượng khí carbonic là 44 gram. Câu A, hợp chất A gồm các nguyên tố nào? Câu B, tìm công thức phân tử của hợp chất A, biết tỷ khối của hợp chất A đối với hydro bằng 23. Các em phải suy nghĩ chỗ này nhé. Hợp chất hữu cơ là hợp chất chứa carbon, khi kết hợp với oxy tạo CO2 với nước, vậy chắc chắn ở trong A phải có carbon và hydro. Phần này các em hiểu không? Khối lượng của carbon trong CO2 nó bằng khối lượng của carbon trong A theo định luật bảo toàn nguyên tố. Khối lượng của nguyên tố hydro trong nước sẽ bằng khối lượng của nguyên tố hydro trong A. Và chúng ta xác định khối lượng nguyên tố oxy trong A nếu A có, giống như bước giải lúc nãy thầy đã hướng dẫn.
Bài dạy cụ thể như sau. Trước hết thầy sẽ hướng dẫn em cách tìm khối lượng carbon và khối lượng nguyên tố hydro theo khối lượng CO2 với nước. CO2 các em tính em mà lớn ra là 44 gram. Trong 44 gram CO2 này sẽ chứa 12 gram nguyên tố carbon. Nếu mình có khối lượng carbonic, chúng ta sẽ tính khối lượng của carbon trong khối lượng carbonic đó theo tỷ lệ thuận bằng cách nhân chéo chia ngang. Tức là khối lượng carbon sẽ bằng khối lượng CO2 nhân 12 chia 44. Em mà nhỏ CO2 này để cho nè. Tương tự, chúng ta sẽ tính được khối lượng của hydro dựa vào khối lượng nước. Em mà lớn nước H2O là 18 gram. Trong 18 gram này nó chứa 2 gram hydro H2 này các em. Vậy nếu có khối lượng nước, chúng ta sẽ tính được khối lượng hydro bằng cách nhân chéo chia ngang. Tức là khối lượng hydro sẽ bằng khối lượng nước nhân cho 2, nhân chéo lên, chia ngang, chia cho 18. Bài tập 4 trang 144 chúng ta sẽ giải như sau. Tính khối lượng nguyên tố carbon trong hợp chất bằng cách lấy khối lượng CO2 để cho là 44 á, nhân cho 12 là em mà lớn C, chia cho 44 là em mà lớn CO2 bằng 12 gram khối lượng hydro và khối lượng của nguyên tố oxy, lấy khối lượng của hợp chất A trừ cho khối lượng carbon và hydro trừ cho tổng khối lượng carbon với hydro thì ra khối lượng oxy. Các em xem ngược lại hai slide trước nhé. Vậy trong hợp chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? Vậy là chúng ta vừa giải xong câu A. Hợp chất A gồm các nguyên tố nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp câu B, là tìm công thức phân tử của A dựa vào dữ kiện tỷ khối của A trên hydro bằng 23. Các em phải nhớ công thức tính tỷ khối. Còn nhớ không? D của A trên H2 thì bằng M lớn A chia M lớn H2 ở chương trình hóa học lớp 8. Dựa vào đó chúng ta sẽ tìm được M lớn của A. Câu B, bài 4 trong 144. Giả sử hợp chất hữu cơ A có công thức là CXHIOZN. Lúc nãy mình đã biết A có carbon, hydro và oxy. Với X, Y, Z, N là số nguyên dương. Ta có X chia Y chia Z bằng NC chia NH chia NO. NC là bằng M nhỏ C chia M lớn C. Đây là N nhỏ H mà em, bằng M nhỏ H chia cho M lớn H là 1. M nhỏ O là 10, là 8. M lớn O là 16. Ba phân số này chia nhau sẽ ra được kết quả là 1 chia 3 chia 0,5. Vì X, Y, Z, N là số nguyên dương nên tỷ lệ này chúng ta sẽ rút về số nguyên dương bằng cách lấy ba con số này, lấy từng số chia cho số bé nhất. Thông thường là chia cho số bé nhất trong ba số. Trong bài chúng ta chia cho 0,5. 1 chia 0,5 được 2, 3 chia 0,5 được 6 và 0,5 chia cho 0,5 chính nó là bằng 1. Đây mới là tỷ lệ X, Y, Z thôi. Do đó chúng ta đặt công thức của A là C2 ứng với X bằng 2, H6 là ứng với Y bằng 6 và O tức là Z bằng 1. Z 1. 1 thì chúng ta không viết và đặt ở ngoài chữ N nhỏ. Chúng ta sẽ xác định N nhỏ dựa vào dữ kiện khối lượng mol. M lớn A tính được bằng cách lấy 23 nhân 2 bằng 46. Bởi vì khối lượng mol của A sẽ bằng tỷ khối của A trên hydro nhân M lớn hydro. Tỷ khối này để cho M lớn H2 là bằng 2 đấy. Mặt khác M lớn A tính theo công thức này sẽ được 12 nhân 2, 12 là carbon nhân 2 số nguyên tử cộng cho 1 là hydro nhân cho 6 nguyên tử H cộng cho
16 là ô, tất cả nhân n nó cũng bằng 46. Từ đó mình giải ra n bằng h bằng 1, tức là công thức phân tử của A cần tìm là C2H6O. Một thế vô đây thì các con số bên trong không đổi, vẫn là C2H6O. Ngoài cách giải này thì bài này còn một số cách giải khác, các em suy nghĩ thêm nhé. Bài 5 trong 144 sách giáo khoa, các em đọc đề bài. Từ dữ kiện của đề bài là 22,4 lít khí ethylene, chúng ta tính được số mol khí ethylene bằng cách lấy V chia 22,4 ra 1 mol. Viết phương trình. Theo phương trình thì số mol của ethylene bằng số mol rượu ethylic, tức là bằng 1 mol. Từ đó tính được khối lượng của rượu ethylic theo lý thuyết là lấy số mol nhân M lớn bằng 46 gram. Nhưng thực tế chúng ta thu được 13,8 gram rượu ethylic. Đây là M thực tế. Em có nhớ bài axit acetic, thầy đã hướng dẫn em cách tính một lần hiệu suất rồi ha. Vậy hiệu suất của phản ứng này sẽ lấy khối lượng thực tế chia khối lượng lý thuyết dân trăm phần trăm bằng 30%. Ở nhà các em sẽ làm bài 1 trong 144 sách giáo khoa. Những bài nào thầy chưa hướng dẫn làm các em đều phải làm hết vào tập bài tập. Đọc trước bài 47 chất béo. Chúc các em và quý phụ huynh luôn vui vẻ và may mắn. Chúc các em học giỏi. Mọi thắc mắc về bài học, bài tập, các em liên hệ với thầy. Tạm biệt các em.